thì đây là một cái dòng sản phẩm vừa mới ra mắt trên thị trường và nó mang lại cái công dụng mà bổ sung dinh dưỡng và giúp phát triển trí não cho các em nhà mình rất là tuyệt vời. Thì bên Facebook sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả cái sản phẩm này nhé. Đầu tiên, điểm thứ nhất là chúng ta hãy quan sát đầy đủ cái hộp Noven Kit chính hãng, nó phải sắc nét và nó phải chắc chắn, nhìn nó rất là sang xịn. Hàng chính hãng lúc nào nhìn cái người ta đầu tư cái vẻ bề ngoài của sản phẩm rất là kỹ mọi người, nên là chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ rất là đẹp và sắc nét như thế này. Để sai cho mọi người xem một chút nhé. Thứ hai nữa là chúng ta hãy sờ vào cái chữ Noven Kit này, nó in nổi lên đó. Thứ ba nữa là nó sẽ có tem ở đáy này, tem chống giả này. Đấy, tem chống giả có chữ Noven Kit Platinum này, một tem rất là bóng bẩy và sắc nét mọi người nhá, không bị mờ, không bị lợt. Đấy, được chưa ạ? Đấy, thì đó chính là những cái điểm nhận dạng. Và thứ tư nữa là chúng ta hãy đao cái phần mềm iCheck về đây. Chúng ta hãy đao cái phần mềm iCheck về là cái này này. Đó, chúng ta nhấp vào. Sau chúng ta đưa vào chúng ta quét mọi người nhé. Chờ một lát, mọi người chờ một lát nhé. Nó đang lát thì tại vì mạng nó hơi yếu mọi người ạ. Đây, chúng ta đưa vào nó quét này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ